tiếp tục chúng ta nói đến cái dạng đạo hàm gradient descent, cái rất là quen đúng không? Khi học mà ML hay học 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 máy hay là AI thì học này. Nhưng một trong lý do chính mà phải học giải tích với n biến là để tối ưu hóa cái hàm đa biến, cụ thể là tìm cái điểm tối đa tối thiểu của nó, kể cả cố gắng là tìm cái điểm tối thiểu tối đa toàn cục của nó. Những vấn đề thực tế của các bạn này thì hầu như không thể giải chính xác được, mà ta cần một cái gì đó gọi là xỉ của trả lời chúng ta. Thì một phương rất mạnh mẽ là việc này, đó là sử dụng là dạng đạo hàm. Chúng ta sẽ giới thiệu ngắn về cái này, và cái này sẽ được nói rõ hơn trong chương 12 về việc giải các bài toán đứng tính, tập trình đứng tính. Và ở trong cái mục ba nói thêm về mạng neuron, về phương pháp Newton. Tất nhiên là những cái về khi xử lý cái dàn đạo hàm thực tế thì phải làm cái thì tốt hơn hơn là chúng ta có thời gian giải thích trong cuốn sách này. Mục tiêu của chúng ta đơn giản đầu tiên chỉ là giới thiệu một số các ý tưởng cơ bản, cụ thể hơn là các kiến thức ở trong đại số đến tính, nhằm khai sáng cho chúng ta để hiểu được quy trình xử lý thôi, chứ còn không phải là cách để viết toàn thể này. Ví dụ 11 đi, hãy tưởng tượng rằng chúng ta thấy là mưa thế trời rơi lên đồi, thì nó sẽ hướng những chân đồi nước luôn luôn chảy rất thúc mà, thì hoặc là ít nhất là nó sẽ tìm một cái chỗ nào nhất trong cái khoảng ấy chảy vào. Chỗ chúng đó có thể không phải chân đồi mà là một cái hồ giữa đồi chẳng hạn. Những hạt mưa đó chắc chắn sẽ không biết gì về cái địa lý của cái đồi ấy. Do vậy ở tất cả mọi điểm nó đều cố gắng chọn để lăn xuống cái chỗ sớm nhất có thể. Và nếu không đó không chỉ là có hạt mưa tìm điểm tối thiểu đâu, tối thiểu địa phương đâu, mà các khung vật lý cũng thế, cố gắng tìm một cái gọi là tiết kiệm năng nhất có thể đúng không? Họ sẽ làm vậy, tìm cách hướng để giảm thiểu cái năng lượng chi phí là nhiều tốt. Thì cái mục cái ví dụ ở trên gợi ý chúng ta một cái chiến thuật gọi là chiến thuật là dạng đạo hàm gradient descent. Và trong cái bọn môn học máy machine learning ấy, có gọi là stochastic gradient descent SGRD, mấy bạn nào mà ML hay cái đó mình dính rồi, điên được, điên thì không hiểu sao có cái đó. Hôm nay đọc cái này mới hiểu ra, mình tưởng là phen này thôi từ bỏ toán học rồi, đi làm kiếm tiền thôi, nhưng kiếm tiền xong không được phải quay lại học, quay lại học thì tưởng thôi thì cứ dùng framework thôi thì đỡ phải toán, sau khi framework nó vào mặt không thể nào học nổi, quay về về toán, quay về với toán thân yêu thì hiểu vì sao thế chứ nhá. Và để tìm cái hàm cái tối thiểu của cái hàm fxy thì ta cần tiến hành làm sao? Đầu tiên là đi sao ở xy trong cái hướng mà cái đạo cái f đạo hàm đó, cái hàm đó nó giảm nhanh nhất, chạy ra coi cái gì đi xa nó ra xem hướng nào nó cái hàm nó giảm nhất thân điên ấy. Tương tự với việc tìm cái tối đa thì đi theo cái hướng mà xy ở đó thì cái f nó tăng nhất có thể, thì tăng nhanh cái hàm ấy do là cái đạo hàm thôi. Chúng ta sẽ có đọc khóa cái này, định lượng cái hướng không phải tốc độ nhé, hướng mà để cho cái vectơ đơn vị v bằng e bình phương này, vectơ này có độ dài là 1 chẳng hạn, cái kiểm tra xem rằng là thế thì cái f phải nó tăng nhanh nhất hoặc giảm nhanh nhất về cái hướng v như thế nào. Và chúng ta sử dụng cái gọi là xấp xỉ địa phương từ công thức 11.1.2 với t bằng r gần điểm 0, ta có fa cộng tv gần bằng fa cộng với đạo hàm gradient của f tại điểm a nhân với tv. Cái này có thức rồi, fa nhân với t ra ngoài
đạo hàm của FA nhân với V. Điều này nó cho cái gì? Biết rằng chúng ta đang đi một bước nhỏ T theo cái hướng V với T hướng 0, hướng ngược lại của V hướng tiểu hay không. Việc đó hãy thay đổi cái F gần bằng T nhân với một khoảng là gần đường T nhân với đạo hàm của gradient của F tại A nhân với V. Tức là hãy thay đổi cái đó hướng theo T. Vậy đây là T gọi là đạo hàm T. Câu hỏi ở trên là làm sao chúng ta phải chọn đơn vị V sao cho cái tích của đạo gradient của F tại A nhân với V lớn nhất, sau đó làm việc với T không, hoặc là để tìm cái F lớn nhất có T trừ nhỏ không để tìm cái F lớn nhất. Chúng ta giải toán này bằng cách hình học có thể giải được. Thế thì cái phép toán nhân giữa thằng gradient tại điểm A nhân với V tương ứng với là chuẩn của gradient A nhân chuẩn gradient V nhân chuẩn của V nhân cos theta. Đấy, theta là cái góc tạo bởi thằng V và gradient tại điểm A. Rõ ràng hơn thì cái góc cái này nhất khi mà ta có cos theta bằng 1 và điều đó ta phải muốn rằng là theta bằng 0 độ, không? Không. Thế như vậy thì ta thấy nếu mà âm thì là t cos theta bằng trừ 1 thì lúc đó theta bằng là 180 độ. Ở đó ta có ý này. Cho F là từ Rn và R là một cái hàm có đầu ra là xuống đối thường, và A là thuộc Rn là một điểm mà cái gradient của nó thuộc Rn nó khác không, thì từ đó là không suy biến đấy. Thì cái gradient ở hàm gradient theo nhiều biến hay là chính xác hơn là cái đơn vị các đơn vị kết hợp với nó ấy, tức là hàng nhân với chia cho để chia cho hàng này, chia cho hàng này, chia cho cái chuẩn của nó là cái hướng mà ở đó cái F tăng nhanh nhất tại A, từ A. Tương tự vậy cái hướng ngược lại, trừ đây, cái trừ này, cái trừ này, nghĩa là ở đó cái hướng F nó giảm nhanh nhất tại A. Ví dụ ở đây đang có rất nhiều các hệ thống vật lý, cái mô hình cái sử dụng cái gradient của một hàm. Điều đó nghĩa là cái đối tượng mà quan tâm ở đây là lực hả? Có lực thì bằng là âm, lực có giảm xuống kiểu. Sau đó cái V này ạ, cái hàm vẽ ghi chép này gọi là năng lượng tiềm năng. Ví dụ cái tính năng này cho cái trọng lực tạo bởi mặt trời có cái dạng như thế này, C này, và với một cái giá trị hằng C lớn không, ta chọn cái thuộc độ đặt trên mặt trời là 0,0. Thế thì có các phương trình một này, này nói rằng là cái đối tượng chịu cái lực theo cái chiều mà hàng V nó tăng nhất. Đấy, nói rằng thì đối tượng đó muốn đi đâu theo chạy theo hướng hàng V đó thôi, đúng không? Ý đấy là mặt trời là phức tạp, đấy là cân bằng lại, chạy chỗ di chuyển chỗ mặt trời nó có hút chạy nhất để giảm sức mặt trời. Vậy thế thì ở đây ta có một cái này, cái này thì hơi cao quá. Nói chung là đây là cái số cái chương trình toán học ấy, về tối thiểu hóa năng lượng, rồi trong các bài toán liên quan đến tính toán hóa chất này, rồi các bài toán tối đa hóa cái xác suất ước lượng trong thống kê, trong xác suất bài toán tương tự các hàm các thăng tương tự và xác suất mô hình thống kê, mô hình liên quan đến giả đạo hàm
lọc nó lại rất nhiều vấn đề để tạo nên một cái ảnh trong một cái hố đen từ rượu lỗi, như là lỗi do là áp suất rồi lỗi ra cái gì đó, chúng ta cần phải áp dụng cái này. Mình không biết luôn, được trước thấy trên NASA họ đăng ảnh lên để họ vẽ là cái hình hố đen chạy trông như cái nó cái gì không tiện nói ra cái gì ấy, đó cái gì không tiện ra. Bây giờ ra khỏi dụng này, chúng ta sẽ có tìm một cái tối thiểu bằng Fr2 và R cho hàm như này. Ta tìm một điểm tối thiểu của nó. Đầu tiên ta có đạo hàm của nó là như thế này, theo x và y. Xong, bắt đầu một điều rõ đó là khi chuyển theo hướng mà cái âm của đạo hàm. Cái khác chúng ta sẽ bắt đầu đặt cái x y bằng a, cho sau đó ta sẽ hy vọng rằng nó sẽ cần một điểm tối thiểu đó, mỗi bước sẽ cần hơn a hơn, nó sẽ a cộng với t gradient của f phải a với t nhỏ hơn không, từng bước nó nhỏ hơn. Cái hệ số mà t này là âm vì chúng ta tìm kiếm cách nào để giảm cái f càng nhanh tốt luôn, thì tối thiểu f thì giảm thôi. Khác ta hướng đi ở cái hướng mà âm của đạo hàm, và cái độ lớn của t, độ dài của cái thằng chuẩn của đạo hàm đấy a, cho ta biết nó đi càng bao xa. Chúng ta cần chứng nhận hai thứ, nhất a là gì, bắt đầu từ đâu. Thực ra tôi biết a rồi, nhưng tôi đặt a là gốc cho nó dễ. A không không, cái t là gì, chúng ta đi bao xa từ mỗi bước, lại lần nữa ta không biết. Mà thực tế thì chúng ta thường bắt được cái số t nó nhỏ, cho học máy ta t và khi bằng là gọi là đơn viết tốc độ học, và thường nó là không phần. Tại mỗi bước thì chúng ta sẽ chuyển a, chuyển một một chút từ điểm a này, a trừ đi thằng này a, bắt đầu a bằng không không đã đi qua một cái như này, không không trừ đi không tiến dần đến 0,025 dần dần đây, nó cái dần 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 này. Báo đầu tiên thì ta sẽ đi dần như này, cái điểm an sẽ bằng an trừ 1 trừ đi 0,1, tức là đây là cái t nhân với gradient của nó tại điểm an, nghĩa là a. Thế thì cũng chẳng có gì hay ho cả, đơn giản ta chỉ muốn là lượn lờ xung quanh nữa, và cái ảnh này lượn xung quanh này tìm xuống thôi, a không lượn thì chúng ta a hai ba bốn. Thì chúng ta nên ta lấy cho 10 lần ở đây, cái vector này lấy 100 lần với vector này, 1.000 lần với cái này. Tại sao chúng ta cần những cái điểm B nào đó khá như là trừ 9 với 5,3 để xác định B có phải là đặc biệt mà chúng ta quan tâm không, để tìm ra một cái điểm trị. Ta sẽ giải bài toán là F bằng 0 à, đã có rồi, có rằng đạo hàm này bằng 0 đây, x bằng này bằng 3 phần 2 y 88 ra là. Tất nhiên là mình thường giải được cái này rất tốt, nhưng mà chưa giải đâu, nó có quá nhiều biến để giải được. Thế đó, đó thì là và thế là cái điểm biểu mình địa phương không? Thế may ấy. May lắm giải được cái này, thường không giải thông qua cái thằng đường mò này. Ai giải bây giờ mới hiểu là đường mò thế. Đường mò thôi sao cũng vui. Đây, hành quan trọng đấy. Tiếp theo, chứ cứ khư khư ôm mấy cái bài giảng lớp này quá được. Các thầy cũng cho ai giỏi như thầy mà nếu giỏi thì học quá nhỉ. Tiếp theo này, ta sẽ cố gắng một cách nào đó để có những dụ ra mạnh hơn mà khó hơn để xử bằng tay. Ví dụ ta có một cái hàm như thế này, ôi dồi ôi, nhìn ấn
luôn, mà gần điểm x thì y bằng 1 thì đây ta trông người hơi khủng khiếp khi ra lớp bài toán thực tế. Chúng ta sẽ sử dụng cái gốc rồi làm gradient đúng không? Đây. Sau đó là sẽ tính toán là với một số t âm lần không bắt đầu bằng 1 đi, bắt đầu từng bước 1 để thay thế này vậy. Ta chọn t bằng âm t bằng 0.1 thực tế nhỏ hơn ấy. Sau đó sẽ dần ra tính dần đi dần. Đó, cùng ta được cái thằng 100 lần thực này u số xa thôi không thể khá được nữa. Và ở hai cái này thì thằng c biến mất đúng không? Tức là sau khi ra làm 1.000 lần nó cũng khá đâu, nhưng vẫn thế này. Tức là đến thứ ba cự lại đổi ý đằng sau cái số, và thứ năm thứ sáu đằng sau. Tóm lại là gì, cái điểm này là một cái ước lượng khá tốt cho một cái biểu trị mà chúng ta không tìm một thuật toán nào nó vào xung qua các biểu tượng ta tính toán kiểu ở đây mình có f bằng thế này không tính nổi, không tìm nổi nó bằng như thế này, như này không tính nổi. Và khi chúng ta là nếu chúng ta đã đến gần cái điểm trị như ở điểm này ạ, thì trường hợp này cái quy trình là đổi tốt nhanh hơn nữa với 9 bước ở đến điểm đây. Còn khi là thằng f này nó suy biến mất ấy, suy biến còn 3 cái điểm này nhưng mãi này thì giờ rất dễ dàng ở cái điểm đó luôn. Chúng ta có thể thấy là nó gần đến không, thằng f này nó gần đến không rồi, nên là cái việc lệch nó không bao nhiêu nữa. Sau đó cái việc chọn a nó quan trọng, cái chọn a mà cái điểm vẫn rất đầu ấy, quan trọng. Và tốt thì ta sẽ đi ngắn, xấu thì rất dài. Bây giờ ta giải thích một chút về cái thuộc tính của thằng gradient. Chúng ta hiểu cái thông tin tại sao mà cái hấp xỉ liên tính lại đúng luôn có kết quả. Theo lý thuyết nó đúng thế này. Chúng ta có thể đi từ AB đến XY theo hai bước. Bước đầu tiên là đi dọc theo từ AB đến XB theo đường ngang. Sau đó đi đến XY theo đường dọc. Bước đầu tiên chúng ta tăng X từ A đến X sao cho vào giữ Y giữ nguyên, kiểu đi hình vuông. Sau đó ta thay đổi F trong bước đầu tiên, F XAB tạo hàm của AB nhân với x thì a. Sau đó đi tiếp theo hướng y để ra là f y xb nhân với ib. Và do là xb và rất là gần với ab nên x bằng a. Ta thể kỳ vọng rằng là f của y xb và f của y ab là gần nhau. Nên ta phải hấp xỉ dần dần lại thế. Gọi f y xb bằng f y ab. F y ab theo hướng là cho x tầm bước 2 bổ sung giải vào nhau cho ta được thêm một cái điều kiện này. Rồi hãy biến cái bắt đầu tại điểm AB, sau đó sẽ di chuyển một chút về hướng XY theo cái đường cong bao của F thông qua AB. Còn định nghĩa của cái đường cong này thì ta sẽ có một cái gọi là cái fxy bằng c, có một số chỉ cụ thể của c, sao cho c bằng fab, f không thay đổi tất cả gì cả, vì fxy bằng ab hiểu nhau. Bây giờ ta sẽ tính cái sắp xỉ địa phương f gần bằng fab cộng với đạo hàm gradient của fab nhân với x chữ a chữ b từ phần 11. Áp dụng đại điểm xy gần ab thì ta sẽ tính trên cái đường cong ở mức ấy, tính được gọi là cái f có giá trị ab hoặc tương tự là fab này bằng không, tức là nó là đạo hàm. Đây là sắp xỉ không? Sắp xỉ độ lệch từ ab rất khiến gần ab thì cái đường cong này nó có vẻ như là một thẳng phương trình ở trên. Và một cách khác ấy thì cái
phương trình trên này, phương trình của đường trực tuyến, nhưng mà ta sẽ trong mục 1.2 của nó thì sẽ có một cái đường này, sẽ có một đường đi qua AB vuông góc vector mà nó góc này. Do đó thì cái vector đạo hàm gradient FAB là vuông góc với cái đường cong một mức ấy, một F đi qua AB. Thế là tôi bắt rằng gradient của F đó là hàm F đi từ RN vào R là cái vector, hàm vector từ N vào R N với cái vector G, G là cái đạo hàm của F theo X, Y, G. Còn gradient cho F từ RN vào R tại điểm A RN là cái vector có cái n vector mà cái giá trị g của nó là cái đạo hàm theo xg của a mỗi a đây cũng là rn cũng là n vector. Thế còn sấp xỉ biến tính cho của cái hàm f rn vào r tại điểm a thuộc rn thì sấp xỉ của fa cộng với gradient của FA nhân với x trừ a cho cái hàm F của x gần với a, tức gần nhé. Còn gradient đi xe giả đạo hàm tức là cái quy trình mà đưa về cái hướng âm của đạo hàm gradient, mục tiêu là tiến được cái tối thiểu địa phương. Kết quả đây sẽ có gì? Sẽ có là đạo hàm gradient của a là một vector chuẩn đến cái vuông góc, nghĩa vuông góc pháp với vuông góc với cái đồng mức của f đi qua a, cụ thể là gì, với dạng f là rn vào r với n bằng 2 3 gì đó. Thì nếu mà cái đạo hàm gradient của a khác không thì nó là một vector pháp tuyến vuông góc với tiếp tuyến đường tuyến hoặc mặt phẳng của cái đường cong đường mức hoặc là mặt mặt cong hoặc là f đi qua a. Cái hướng của cộng trừ cái thằng gradient của a là hướng mà tăng nhất hoặc giảm nhất của đạo hàm, hướng của cái giá trị quanh đó. Nếu mà thằng đạo hàm của gradient tại mã khác không và cái vector đơn vị của nó sẽ là cộng trừ này chia cho cái chuẩn của nó, là chỉ cái hướng mà mức lượng của a ở đó thì là tăng nhất khoảng nhất thôi, tùy nếu dương là tăng nhất còn âm là giảm nhất thì có đạo hàm đây thì mới ký nhận được cái hướng lại gì đó. Mệt phết rồi, sáng nhiều cái.